Công ty MicroStrategy đã bán ra Bitcoin trong tháng 12 này và đây là một hành động bán ra lần đầu tiên kể từ khi công ty này đã mua Bitcoin vào năm 2020. Như trên màn hình các bạn cũng đang thấy được, đây là bản báo cáo được gửi lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán của Mỹ, đó là SEC của công ty MicroStrategy ha các bạn. Và đây là một bản báo cáo vào ngày 28 tháng 12 năm 2022, tức là 2 ngày trước ha các bạn. Và theo như bản báo cáo này thì mình có thấy được là từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 cho đến ngày 21 tháng 12 thì công ty MicroStrategy này đã mua vào là 2.395 Bitcoin với mức trị giá đó là 42 triệu 800 ngàn đô ha các bạn, với cái mức giá là 17.000, mức giá trung bình của mỗi Bitcoin là 17.871 đô một Bitcoin ha. Nhưng mà sang đến ngày hôm sau, đó là ngày 22 tháng 12 thì công ty MicroStrategy này đã bán ra là 704 Bitcoin với mức giá là 16.776 đô, và cái số lượng Bitcoin bán ra đó nó có trị giá là 11 triệu 800 ngàn đô ha các bạn. Tiếp theo là 2 ngày hôm sau, tức là ngày 24 tháng 12 thì công ty này đã mua trở lại là 810 Bitcoin, nó nhiều hơn cái số lượng Bitcoin mà họ đã bán ra luôn ha các bạn, với mức trị giá là 13,6 triệu đô và mức giá trung bình của mỗi Bitcoin họ mua vào là 16.845 đô ha các bạn. Trước đây chủ tịch của công ty này, đó là Michael Saylor, đã từng nói rằng là sẽ không bao giờ bán Bitcoin ra kể cả khi giá nó giảm mạnh. Nhưng mà lần này họ lại có một hành động khác, đó là hành động bán ra lần đầu tiên trong lịch sử. Hi, xin chào anh chị và các bạn, lại là Huy đây, người đồng hành cùng anh chị và các bạn trong các video về lĩnh vực tài chính và thị trường crypto theo góc nhìn phân tích thuật. Hiện tại số lượng Bitcoin mà công ty này đang nắm giữ là 132.500 Bitcoin ở mức giá là khoảng 30.000 đô. Như vậy thì số tiền mà công ty này đã đầu tư vào Bitcoin là khoảng 4 tỷ đô. Nhưng mà trong thời điểm này thì giá của Bitcoin nó lại giảm đi chỉ còn là 16.500 đô mà thôi. Như vậy thì cái tổng số lượng Bitcoin mà họ đang nắm giữ nó đã bị giảm đi là 45% giá trị. Nó chỉ còn là khoảng 2,2 tỷ đô mà thôi ha các bạn. Như vậy thì họ đã gần bị chia hai giá trị tài sản. Hành động bán ra lần này được MicroStrategy cho biết là mục đích là về thuế ha các bạn. Với số lượng Bitcoin bán ra lần này thì nó phát sinh khoản lỗ, bởi vì là giá trung bình mỗi Bitcoin mà công ty này mua vào là 30.000 đô, nhưng mà họ lại bán ra ở mức là 16.700 đô, cho nên là khoản lỗ này sẽ được bù vào các khoản lãi vốn trước đó. Do đó nó có lợi cho công ty về nghĩa vụ thuế. Nhưng mà qua 2 ngày hôm sau thì họ đã mua lại là 810 Bitcoin, nó nhiều hơn cả số lượng Bitcoin mà họ đã bán ra ha các bạn. Điều đó cho thấy rằng là công ty này vẫn còn niềm tin vào Bitcoin rất là nhiều. Đây là một trong những công ty nắm giữ Bitcoin và đưa Bitcoin vào bảng cân đối kế toán của họ. Ngày càng nhiều những tổ chức tài chính họ sẽ tham gia vào thị trường, đặc biệt là vào mùa uptrend năm 2024-2025 thì mình nghĩ rằng là sẽ còn rất là nhiều các tổ chức tài chính lớn họ sẽ tham gia vào thị trường crypto này. Như các bạn đã biết thì một tuần trước, Sam, cựu CEO của sàn FTX đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 250 triệu đô để được về nhà sống với ba mẹ của Sam và chờ ngày tòa án phán quyết những tội danh. Hiện tại con đường dẫn đến chỗ Sam đang ở đang bị phong tỏa và canh gác rất là gắt gao. Theo như một nhà báo có vào nói chuyện với Sam thì cho biết là cựu CEO của sàn FTX vẫn khá lạc quan, mặc dù là có khả năng đối mặt với mức án tù là 115 năm và không có ý định bỏ trốn. Tiếp theo là thông tin về dữ liệu on-chain đang cho thấy rằng là những smart money họ vẫn đang lặng lẽ mua Bitcoin vào ngay trong thời điểm này. Như trên màn hình các bạn cũng đang thấy được, đây là chỉ số Realized Cap, tức là tổng vốn hóa của Bitcoin đang được nắm giữ bởi nhóm holder 2 năm cho đến 3 năm, 7 năm cho đến trên 10 năm. Thì chỉ trong 3 ngày gần đây thì nhóm holder 2 năm cho đến 3 năm họ đã mua thêm vào là 3,7 tỷ đô Bitcoin và gia tăng cái số lượng Bitcoin mà họ đang nắm giữ, tổng giá trị của nó lên đến gần là 23 tỷ đô. Nếu như mình nhìn rộng ra để thấy được bức tranh toàn cảnh của nhóm Smart Money này thì mình đang thấy rằng là ở năm 2019, năm 2020 thì nhóm holder này họ cũng tích lũy Bitcoin vào rất là nhiều, tổng cái vốn hóa Bitcoin họ nắm giữ lên đến tận là 24,7 tỷ đô trước khi mà giá của Bitcoin chính là đường màu đen này nó tăng mạnh năm 2021 thôi các bạn. Và trong thời điểm này chúng ta cũng đang thấy được là vốn hóa Bitcoin mà nhóm holder này họ đang nắm giữ là nó tăng lên cái mức là 23 tỷ đô rồi, nó cũng đang rất là gần với cái mức 24 cho đến 25 tỷ đô ở năm 2020, cho thấy rằng là nhóm Smart Money này họ vẫn đang nghĩ rằng là thị trường đang gần đáy hơn. Thêm vào đó, áp lực bán Bitcoin trên thị trường hiện tại thì nó đang giảm đi khá là mạnh. Điển hình là ở nhóm địa chỉ ví nắm giữ trên 10.000 Bitcoin các bạn, thì trong thời gian gần đây số lượng Bitcoin họ bán ra dường như chỉ là vài chục nghìn đô mà thôi,
nó rất là ít so với giai đoạn là tháng 2 năm 2022, thì họ đã bán ra khoảng 10 triệu đô thôi các bạn, hơn 10 triệu đô, và nó đã giảm đi cái khối lượng volume giảm dần từ tháng 2 năm 2022 cho đến thời điểm này chỉ còn là vài chục ngàn đô mà họ bán ra thôi hai các bạn. Vậy thì theo các bạn, còn những ai đang bán Bitcoin ra trên thị trường? Và theo mình, đó là những thợ đào. Bởi vì là trong thời gian gần đây, cái chi phí mà đào ra Bitcoin á, nó đang cao hơn so với mức giá thị trường của Bitcoin. Tức là họ đang bị lỗ hơn các bạn. Và các bạn thấy được là đường màu xanh ở đây, chúng ta thấy được đây là chỉ số Bitcoin Average Mining Cost, tức là chi phí trung bình mà đào ra Bitcoin á. Còn đường màu vàng ở đây chính là mức giá thị trường của Bitcoin tính theo cặp là Bitcoin USD. Và các bạn thấy được là trong thời gian gần đây, từ ngày 14 tháng 11 cho đến thời điểm hiện tại á, thì chi phí cái đường màu xanh này nó liên tục cao hơn so với cái đường màu vàng. Tức là chi phí mà đào ra Bitcoin á, nó đã có lúc là lên đến tận là 25.000 đô này. Hoặc là trong thời gian gần đây mà thôi, chỉ trong một tháng gần đây, thì cái chi phí này nó đã tăng lên cái mức là 27.000 cho đến 28.000 đô. Còn trong thời điểm mà mình làm video này, thì chi phí để đào ra Bitcoin nó đã giảm xuống mức là 15.140 đô so với cái mức giá thị trường hiện tại của Bitcoin đang là 16.610 đô thôi các bạn. Tức là trong thời điểm này thì các thợ đào họ đã bắt đầu là quay trở lại đào Bitcoin rồi, bởi vì là chi phí mà đào ra Bitcoin hiện tại nó đang thấp hơn so với mức giá trung bình ở trên thị trường. Theo như biểu đồ này, chúng ta có thể thấy là đường màu xanh trong thời gian gần đây nó liên tục cao hơn so với đường màu vàng. Và điều đó cho thấy là cái chi phí mà đào ra Bitcoin nó tốn nhiều hơn so với việc là đem tiền để lên sàn để mua Bitcoin hay các bạn. Vậy nên là các thợ đào họ đã bán Bitcoin ra để trang trải những cái chi phí cũng như là duy trì những cái trang trại đào. Tiếp theo là bản thống kê hiệu suất của Bitcoin từ năm 2013 cho đến thời điểm hiện tại. Thì các bạn thấy được là trong năm 2022 này thì các quý của Bitcoin từ quý 1 cho đến quý 4 thì Bitcoin đều giảm hay các bạn. Và quý giảm nhiều nhất trong lịch sử luôn, đó là quý 2 giảm đến tận là 56.2%. Và đây là một năm mà chưa hề có trong lịch sử, bởi vì là 4 quý đều giảm. Và các bạn thấy được là ở năm 2014 thì có, ở đây là một năm downtrend và có đến tận là 3 quý giảm, và quý thứ 2 lại tăng đến tận là 40%. Và năm 2018 cũng chính là một năm downtrend, cũng có 3 quý giảm rồi các bạn. Quý 3 là dương, là tăng lên lại là 3%. Nhưng mà đến năm 2022, tức là chu kỳ 4 năm tạo đáy á, thì các bạn thấy được là 4 quý của năm 2022 đều Bitcoin đều giảm. Và điều này cũng thấy rất là rõ thông qua video kỹ thuật. Và đây là video kỹ thuật theo khung thời gian năm, tức là 12 tháng thì sẽ đóng một cây nến nến năm ha các bạn. Và các bạn thấy được là ở chu kỳ năm 2013-2014 này, thì cứ một năm giảm thì sẽ có 3 năm tiếp theo là 3 năm tăng. Và đến năm 2018 thì một năm giảm, và cũng như vậy, tức là chu kỳ là một năm giảm thì 3 năm sau thì nó sẽ là 3 năm tăng giá của Bitcoin. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, các bạn thấy được là cái nến năm nay nó khá là xấu, bởi vì là nó nhấn chìm hoàn toàn cái nến tăng trước đó, kể cả giá mở cửa và giá đóng cửa. Và đây là một cụm nến bearish engulfing, là một cụm nến nhấn chìm giảm giá, cho nên là chúng ta thấy được là cái hiệu suất của Bitcoin trong năm nay nó rất là xấu, cũng như là trong thời gian năm 2023-2024 thì mình cũng không đảm bảo được là giá của Bitcoin nó sẽ còn tăng trưởng. Vậy nên theo như biểu đồ kỹ thuật này thì có thể năm 2023 và năm 2024 thì rất là khó khăn cho giá của Bitcoin. Tiếp theo là biểu đồ kỹ thuật trên khung thời gian ngày trong trung hạn của Bitcoin. Thì như các bạn cũng đang thấy trên màn hình, mình cũng đã có phân tích trong các video trước là ở trên khung thời gian ngày, giá của Bitcoin đang nằm trong một xu hướng giảm. Thì qua cấu trúc là đỉnh sau nó đang thấp hơn các đỉnh trước, và đáy sau nó cũng đang thấp hơn các đáy trước thôi các bạn. Và mỗi khi mà giá của Bitcoin nó phá được cái đường trendline màu đỏ ở đây thì giá của Bitcoin sẽ còn rơi rất là mạnh nữa. Và các bạn thấy được là nó đã có backtest qua 4 lần từ tháng 5 năm 2022 cho đến thời điểm hiện tại, tức là khoảng hơn 7 tháng rồi các bạn. Và các bạn thấy được là lần gần đây nhất đó là ở tháng 12 năm nay, thì các bạn thấy được là giá của Bitcoin cũng phá được đường trendline màu đỏ ở đây. Và khả năng mình nghĩ đây là cái dự đoán của mình ha, thì giá của Bitcoin sẽ còn một nhịp là giảm sâu hơn ở dưới vùng là 15.490 đô trước khi mà nó xuất hiện một cái phân kỳ tăng giá trên khung thời gian ngày. Lúc đó thì giá của Bitcoin sẽ bắt đầu là tăng trưởng trở lại. Nhưng mà trong ngắn hạn thì mình đang nghiêng về việc là giá của Bitcoin sẽ còn giảm giá, bởi vì là xu hướng chính trên thị trường lúc này vẫn đang nghiêng về xu hướng giảm, và dòng tiền mới chảy vào thị trường á dường như là rất là ít. Theo video khung thời gian ngày thì các bạn thấy được là khoảng thời gian gần đây thì giá của Bitcoin liên tục đi ngang và không có một sự biến động giá nào mạnh cả, cho nên là đây là một giai đoạn giá nó đang nén lại.
và chờ cú nổ về giá, tức là giá sẽ có một cái biến động rất là mạnh trong tương lai. Tóm lại, việc bán Bitcoin của MicroStrategy chỉ là một biện pháp để giảm nghĩa vụ thuế của công ty, chứ không phải là họ đang bán tháo Bitcoin trên thị trường hay các bạn. Thay vào đó thì công ty này vẫn đang tiếp tục mua tích lũy Bitcoin trong giai đoạn này. Và đó là thông tin về tin tức và dữ liệu on-chain, nó đang cho thấy điều đó rất là rõ. Lực mua tích lũy hiện tại nó vẫn đang gia tăng, nhưng mà lực bán hiện tại thì nó đang bắt đầu là suy yếu dần. Nhưng mà những dữ liệu này nó không đồng nghĩa với việc là giá của Bitcoin nó sẽ gia tăng trong ngắn hạn, bởi vì là trên thị trường lúc này vẫn chưa có dòng tiền mới để chảy vào, cũng như là phân tích kỹ thuật ấy, thì xu hướng chính đang nghiêng về xu hướng giảm, cho nên là vẫn sẽ có khả năng là nó xảy ra một cú crash về giá khá là mạnh. Nếu anh chị thấy thích video này và muốn nhận thêm nhiều thông tin hữu ích đến từ kênh YouTube của team mình thì nhớ nhấn like video và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ team mình nhé. Mọi phân tích của mình chỉ mang yếu tố là thông tin tham khảo và chia sẻ quan điểm cá nhân. Quyết định đầu tư là nằm trong tay của anh chị và các bạn. Video này không phải là lời khuyên đầu tư tài chính. Video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.